việc nhà hàng kết thảm, khán giả vẫn không thể bỏ theo dõi nhân sinh. Dẫu biết nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ sẽ có kết thúc rất bi thảm, nhưng khán giả vẫn quyết ngược cùng Dịch Liên Khải và Tần Tăng. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ hẳn là bộ phim chuyển thể nhọ nồi nhất của năm. Dù rất được khán giả yêu thích, tác phẩm vẫn rơi vào tình thế lao đao khi vướng lùm xùm kiện tụng bản quyền với tác giả nguyên tác gốc Phỉ Ngã Tư Tôn. Chưa dừng lại ở đó, fan cứng của bộ phim lại đón nhận một thông tin không được vui cho lắm khi trích đoạn được cho là cái kết của nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ bất ngờ được đăng tải lên một số trang mạng xã hội. Theo như nội dung trong video, thì đến cuối cùng, nam chính Dịch Liên Khải cùng nhị ca Dịch Liên Thận đều chết thảm trên chiến trường, trong khi giao đấu với quân đội của Mộ Dung Thần. Còn nữ chính Tần Tàng thì buộc phải rời khỏi doanh trại cùng nam phụ Phan Tiễn Trì. Trước đó, Tần Tàng đang mang thai nhưng vẫn lặn lội đến tận doanh trại của Dịch gia để cầu xin nhị ca tha mạng cho Lan Pha. Giây phút cả hai gặp lại nhau sau thời gian xa cách, thời gian như ngừng động. Tần Tàng khóc nức nở, còn Liên Khải thì ôm chầm lấy người vợ đáng thương của anh. Tuy nhiên, với một người trọng tình nghĩa như Dịch Liên Khải, thay vì lựa chọn cuộc sống êm ả, anh quyết định vào sinh ra tử cùng nhị ca nơi chiến trường. Lan Pha một mực đuổi Tần Tàng về với Phan Tiễn Trì. Bởi anh biết, nếu còn ở cùng anh, cô sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Tần Tàng nào có biết, giây phút sinh ly tử biệt đã cận kề ngay trước mắt. Chỉ vài phút sau khi cô rời đi, Dịch Liên Khải cùng Dịch Liên Thận đã tử nạn nơi xa trường. Khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, người duy nhất mà Liên Khải nhớ đến chỉ có một mình Tần Tàng mà thôi. Ước gì thời gian có thể quay trở lại thuở ấu thơ khi cả hai lần đầu gặp gỡ, bao hiểu lầm, biến cố và tổn thương sẽ như chưa từng xảy ra. Sau khi theo dõi trích đoạn này, hầu hết khán giả đều cảm thấy hết sức bức xúc. Không ngờ phim ngược nhân vật giờ lại còn ngược cả người xem nữa. Tôi mất 2 năm để chờ đợi bộ phim và bây giờ biên kịch đập cho tôi một cái kết thảm hại như vậy. Tôi không đủ dũng cảm để xem phim nữa, tim tôi không đủ khỏe để chịu đựng màn ngược tơi bời thế này. Suy cho cùng, khi cơn giận dữ đã nguôi ngoai thì niềm cảm thương sâu sắc cho số phận của dàn nhân vật chính trong phim mới là tâm trạng chung của cư dân mạng. Dẫu vậy, mọt phim vẫn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng khả năng đây là cái kết chính thức của nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ lên đến 90%. Tuy nhiên, vẫn còn 10% cơ hội rằng nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ sẽ có một kết thúc mở, hoặc đơn vị sản xuất sẽ tung ra nhiều cái kết khác nhau để thỏa mãn khán giả hâm mộ. Trường hợp không hề hiếm đối với những bộ phim chuyển thể Hoa ngữ từ xưa đến nay. Chẳng nói đâu xa, năm vừa rồi đoàn làm phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đã cất công sản xuất tới 3 cái kết khác nhau để không làm người xem thất vọng. Dù bạn thuộc đối tượng khán giả nào thì cũng sẽ dễ dàng chấp nhận kết thúc của phim. Nói tóm lại, dù nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, thì fan vẫn nguyện ngược cùng nhân vật, cùng chìm đắm trong những phân cảnh mật ngọt lãng mạn của Dịch Liên Khải và Tần Tàng, và chuẩn bị tinh thần cho những tình tiết đau lòng đến mức rơi nước mắt.